Em xin chào các anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ tổng hợp cho các anh chị một số cái thông tin của các dự án ở trên cái màn hình để các anh chị xem cái dự án nào các anh chị nên xóa và cái dự án nào thì các anh chị nên đầu tư để các anh chị mở khóa là không. Thứ nhất là cái ứng dụng đào cái đồng bạc con này. Đối với cái ứng dụng đào cái đồng bạc con này thì khi các anh chị vào các anh chị sẽ thấy như thế này nhá. Đây, hiện tại thì chúng ta không thể khai thác được ở trên cái ứng dụng này. Cái lý do thì em cũng không biết là vì sao, nhưng mà cái hiện tại thì em thấy cái khả năng cũng có thể là bên dự án hết kinh phí đấy thì cái dự án nó ngưng. Anh chị nào mà trước đây đã thực hiện cái lần rút tiền đấy thì đã nhận được một vài đồng từ cái dự án này, còn anh chị nào mà chưa thực hiện cái lần rút tiền thì coi như cả anh chị đã mất hết nhá. Thì hiện tại cái ứng dụng này thì chúng ta không thể tiếp tục đào rồi nhá, nên các anh chị có thể xóa app nhé. Hoặc là sau này nếu mà em nắm được thêm cái thông tin gì về cái dự án này thì nếu mà nó cho đào trở lại thì em sẽ thông báo đến các anh chị, nhưng mà cái khả năng thì nó áo rồi đấy các anh chị. Cái dự án thứ hai mà em muốn cập nhật đến các anh chị đó là cái dự án đào cái đồng bon cơ này. Đối với cái dự án đào cái đồng bon cơ này thì bên dự án đã cho chúng ta claim rồi, nhưng mà em cũng không thông báo đến các anh chị là vì cái lý do là cái dự án này dạng nó không uy tín đấy các anh chị. Ở đây là em nhận được tuyển được trên 100 rep, cái phần thưởng của em rất là nhiều nhá, hình như 1.000.000 một cái đồng bón cơ này thì phải. Nhưng mà khi claim về thì nó chỉ trả cho em một ít thôi. Đây, khi thực hiện cái lần claim về thì mất phí nhá, vừa mất phí nhưng mà nó trả không chính xác với cái số bón cơ mà em nhận được. Nó chỉ trả cho em là 742.000 cái đồng bằng cơ này. Nhưng mà khi chúng ta tiến hành swap thì chúng ta vừa mất phí, nhưng mà cái số USD mà chúng ta nhận lại thì nó không đủ cái phí nữa này nữa. Chính vì thế mà em không thông báo đến các anh chị để các anh chị tiến hành rút nhá. Thôi coi như cái dự án này thì chúng ta cũng bỏ luôn. Cái dự án tiếp theo mà em muốn cập nhật đến các anh chị đó là cái dự án Dragon AX này. Cái dự án Dragon AX này thì nó đã chính thức scam nhé. Ở trong cái group Telegram đấy thì nó thông báo là sẽ list sang Binance và cái giá nó liên tục tăng. Nhưng mà khi các anh chị nhận được cái đồng DTH, các anh chị swap sang cái đồng USDT và khi các anh chị tiến hành rút gửi cái đồng USDT đó để đủ cái điều kiện của cái dự án, thì khi các anh chị thực hiện cái lần rút ra đấy thì nó sẽ không cho nhá, và nó yêu cầu là các anh chị nạp vào 10 đô. Thì khi chúng ta nạp vào 10 đô đấy thì nó cũng không cho các anh chị rút đâu. Và hiện tại thì cái ứng dụng này nó đã chính thức scam rồi đấy. Đây cũng là một cái dự án mà các anh chị nên xóa app đi. Tiếp tục là cái dự án DCO này. Đối với cái dự án Deconomy này, đây, khi các anh chị đăng ký cái tài khoản, các anh chị sẽ nhận được 400 cái mã thông báo là DCO này. Thì hiện tại bên dự án đã cho chúng ta tiến hành rút. Đây, các anh chị click vào cái chữ rút ở đây thì nó yêu cầu chúng ta là phải mất một ít phí nhá. Phí ở đây là cái phí ETH tầm là 0.0015 ETH, ETH tầm là 2.7 đô. Thế cái việc rút cái mã thông báo này là do nó mất phí, nên tùy cái nhu cầu của các anh chị thôi nhá. Nếu mà các anh chị muốn rút thì các anh chị nhập cái số lượng ở vào đây để các anh chị tiến hành rút, và các anh chị nhập cái địa chỉ nhận ở đây. Cái địa chỉ nhận thì em cũng đã có chia sẻ với các anh chị rồi đấy. Khi các anh chị vào cái sang P2P, đây các anh chị vào cái sang này, các anh chị vào cái dấu ba gạch ở đây, các anh chị vào cái một cái vị ở đây, các anh chị vào cái tài khoản chính, tại cái mục tìm kiếm ở đây thì các anh chị gõ vào cho em cái chữ là DCO. Đây, sau đó các anh chị lấy cái địa chỉ ở đây, các anh chị click vào dấu cộng ở đây này, giảm vào đây. Đây, nhưng hiện nên em thông báo đến các anh chị để anh chị nào mà có cái nhu cầu rút thì các anh chị cứ vào các anh chị rút nhá. Còn ở đây thì em không khuyến khích các anh chị đâu. Tiếp đến cái dự án thứ năm đó là cái dự án Casta này. Đối với cái dự án Casta này thì hiện tại người ta đã mở cái chức năng KYC đối với cái vòng 2. Đây, các anh chị vào thì các anh chị sẽ thấy nhá. Và cái mức KYC vòng 2 ở đây là các anh chị phải có 30 người bạn và có 200 cái phi thuyền.
Thế kỷ phi thuyền là gì thì trước đây em cũng đã có chia sẻ với các anh chị rồi đấy. Nhưng mà đối với cái dự án này thì theo em là nó sẽ cao nhé. Vì nó yêu cầu chúng ta xem quá nhiều cái quảng cáo. Trước đây theo nó chỉ 1 triệu đô để mua lại cái đông cát. Nhưng mà em không thấy người ta làm theo cái lời của người ta nói nhé. Và hiện tại thì nó yêu cầu chúng ta xem rất là nhiều cái quảng cáo đấy. Xem cái quảng cáo để nhận cái phí thuyền để đủ cái điều kiện để tiến hành cái xe. Và khi tiến hành cái xe xong thì các anh chị đủ cái điều kiện để đủ cái điều kiện rút tiền thì các anh chị phải tiếp tục xem cái quảng cáo nữa, rất là mệt luôn. Cái dự án này đối với em thì em sẽ bỏ qua, còn theo các anh chị như thế nào thì các anh chị cứ, nếu mà các anh chị thấy ok thì các anh chị cứ tiếp tục nhé. Tiếp tục đối với cái ví LT Wallet này, đối với cái ví LT Wallet này thì cái điều kiện mở khóa cái mã thông báo LT này là người ta yêu cầu là chúng ta sẽ nạp vào 100 đô và mở khóa, và bên dự án sẽ mở khóa hàng tuần cho các anh chị cái đồng LT này vào hàng tuần nhé. Ở đây thì em không khuyến khích các anh chị nạp vào để các anh chị mở khóa, vì 100 đô nó cũng rất là nhiều đối với em nên em cũng không mở khóa nhá. Có anh chị nào mà có cái nhu cầu mở khóa thì các anh chị mở khóa, nhưng mà theo em thì các anh chị không nên mở khóa đâu. Còn cái việc rút tiền ở trên cái dự án này thì nó vẫn ok, và có một số anh chị là cũng đã gửi vào để lấy lại đấy. Hiện tại thì khi thực hiện cái lần rút các cái đồng TRX và USDT ở trên cái vị này thì em thực hiện nó cũng rất là ok nhá. Đó là hiện tại, con sau này thì em không biết nhá. Nên cái việc nạp vào 100 đô để mở khóa thì đối với tùy cả anh chị thôi, còn em thì em không khuyến khích đâu. Hồi tối thì em cũng đã thực hiện cái lần rút là 3.2 đô. Đấy, hồi tối thì em thực hiện cái lần rút là 3.2 đô này và đã rút về ok nhá. Cái phí ở trên cái ví này là 1 đô. Thì cái số USDT em nhận lại là 2.2 đô. Thì đây là cái số USDT mà lúc tối em đã thực hiện rút này. Bây giờ chúng ta vào lịch sử này. Đấy, rút thì nó về liền nhá. Đối với cái vị LT Wallet này thì em cập nhật đến các anh chị như thế thôi. Anh chị nào mà có nhu cầu mở khóa thì các anh chị mở khóa, còn các anh chị không có nhu cầu thì thôi. Vì cái phí mở khóa ở trên cái vị này nó cũng cao đấy. Tiếp tục đó là cái vị này, các anh chị click vào. Đối với cái vị này thì khi các anh chị đăng ký cái tài khoản thì các anh chị hình như các anh chị nhận được 10.000 kỳ đồng cái mã thông báo này ấy. Lâu rồi em cũng quên rồi. Nhưng mà đối với cái vị này thì ở bên dạng người ta thông báo đó là vào tháng 6 thì các anh chị sẽ được giao dịch cái mã thông báo BX này, BS ở đây. Thì đối với cái vị này hiện tại khi các anh chị đăng ký cái tài khoản thì các anh chị vẫn còn nhận được. Nhưng mà các anh chị nhận được bao nhiêu thì em không rõ đây. Nên các anh chị nào mà chưa đăng ký thì các anh chị có thể đăng ký nhé. Vào tháng 6 thì các anh chị có thể trao đổi cái mã thông báo này. Đó là thông báo của bên dự án. Hiện tại thì các anh chị đăng ký cái tài khoản các anh chị để đó, hoặc là anh chị nào mà có nhu cầu đầu tư thì các anh chị có thể vào cái mục gì, vào cái mục bốn bảng ở đây, các anh chị có thể giao dịch AI để các anh chị nhận lại nhá. Đấy, các anh chị click vào, các anh chị gửi cái số USDT đấy. USDT là 10 đô nhá, các anh chị nhận cái lãi suất hàng ngày này. Ở đây thì em giới thiệu với các anh chị như thế thôi, còn em không khuyến khích các anh chị đầu tư đâu. Còn đối với cái TRX thì mình là 100 TRX. Đối với cái ví này thì các anh chị cứ đăng ký, các anh chị để đó, nếu mà vào tháng 6 bên dự án người ta cho chúng ta thực hiện giao dịch thì chúng ta giao dịch. Còn anh chị nào mà có cái nhu cầu đầu tư thì các anh chị có thể vào các anh chị đầu tư. Nhưng mà đầu tư thì nó luôn đi kèm về rủi ro nên các anh chị cứ cân nhắc nhé. Còn ở đây thì em chỉ giới thiệu các anh chị free thôi, không khuyến khích các anh chị đầu tư đâu, còn đầu tư thì tùy các anh chị đâu. Rồi như thế là em đã cập nhật cho các anh chị tất cả các cái dự án ở đây. Nói chung quy lại thì cái dự án này thì chúng ta sẽ bỏ, cái này chúng ta cũng bỏ, cái này chúng ta cũng bỏ. Còn cái này thì tùy ý các anh chị chăm thì các anh chị cứ xem quảng cáo, xem sau này các anh chị có thực hiện rút được hay là không thì tùy ý các anh chị. Cái con này thì các anh chị có thể nạp vào 100 đô các anh chị mở khóa hay là không. Còn thẻ em thì không nhé.
vì 100 đô nó cũng rất là nhiều đấy. Còn cái con này thì các anh chị đợi đến tháng 6 người ta bên dạng người ta cho giao dịch thì chúng ta giao dịch. Đối với hai cái con này thì các anh chị có thể gửi stocking để các anh chị lấy lại. Còn các anh chị không muốn lấy lại thì các anh chị cứ để yên đó nhá. Để lúc nào người ta cho giao dịch thì chúng ta sẽ giao dịch. Còn cái con này thì nếu mà muốn rút về thì chúng ta phải mất phí tầm 2.7 đô. Anh chị nào mà có cái nhu cầu rút về thì các anh chị rút, còn các anh chị không có nhu cầu thì thôi nhá. Rồi như thế là em đã tổng hợp đến các anh chị một số dự án như thế này để các anh chị nắm thêm cái thông tin các cái dự án nào các anh chị có thể tiếp tục nhá. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã xem hết cái video của em.